Thưa bà con, hôm nay Hà Lộc sẽ giới thiệu với bà con cái dòng chuông báo cá V1AD. Hàng này là kháng nước cho bà con. Thì nói chung là riêng cái dòng này thì bán nó quá phổ thông rồi. Hà Đầu bán cái dòng này thì rất nhiều năm nay rồi. Mà giá của nó là rất là rẻ, phục vụ bà con câu lăng xê hay câu lục hay là câu đầu cần hay là câu đơn câu đài cũng chơi được luôn. Thì hàng này nó là dạng kẹp inox không dí sét, và hàng kẹp hàng chuông báo cá. Chuông báo cá hàng V1 AD này á, nó kháng được nước cho bà con. Khi xịt nước vào là trời mưa là không sợ bị nước nó làm cho hỏng chuông. Thằng này cái độ bền của nó cũng rất là cao bà con nha. Cứ hết pin là bà con lại dùng xài vào thôi. Cứ hết pin bà con lại tháo lắp lại xài vào như bình thường. Đấy, xài 3 pin, dùng 3 pin, pin dạng pin cúc áo. Thì hôm nay đầu sẽ test xịt nước cho bà con xem. Xịt thoải mái luôn, xịt nước vào thoải mái luôn cho bà con. Xịt bình thường. Với cái tốc độ xịt nước như này nó như một cơn mưa rào bình thường. Đấy, chuông vẫn lố, vẫn kêu bình thường. Đây, vừa bật lên vừa xịt nước cho bà con xem. Vừa rẻ vừa bền, lại kháng được nước, còn gì bằng nữa bà con. À đầu ship từ 5 cái nha bà con nha. Ship từ 5 cái. Cộng ship 30.000 một đơn. Bà con lấy hàng bà con cứ thế mà lên đơn thôi. Tại cái này nó rẻ lắm rồi. Không có gì rẻ hơn cái chuông này rồi. Hàng V1 AD, bà con cứ lên đơn là đầu chốt hàng. Bán cho vui thôi bà con ạ. Đầu chủ yếu bán lưới cơ. Đầu chủ yếu bán lưới bán chài cơ. Đồ câu đầu bán ít thôi. Đấy, kêu in gói. Ôi dồi, kêu in gói luôn bà con nha. Kêu in gói, kêu điếc tai luôn đấy. Bà con lấy hàng bà con liên hệ đầu nha. Số điện thoại trên màn hình, điện trực tiếp luôn. Không phải nhắn tin, nhắn trước gì hết nha bà con nha. Điện trực tiếp, chốt đơn luôn. Tại vì cái này nó quá rẻ rồi, để test cho bà con xem đấy. Đấy, xịt nước từ nãy giờ, hàng cốc nước rồi. Xịt vào đây rồi, không còn gì để suy nghĩ nữa. Bà con lấy cứ lên đơn thôi. V1AD, V1AD.